Xin chào quý khán giả của Carolina TV tuần lễ thứ ba tháng 12 năm 2018 tiêu đề Đảng chưa tan nhưng đã rã nhà báo Phạm Trần biên soạn Trần Hưởng tóm lược và trình bày thưa quý vị trước thềm hội nghị Trung ương 9 Đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải đối diện với một thực tế là Đảng chưa tan nhưng đã rã theo tin chính thức thì lịch lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban chấp hành Trung ương vừa qua đã được chuẩn bị cho hội nghị này để chọn cán bộ cấp chiến lược cho đảng khóa 13 bắt đầu từ tháng Giêng năm 2021. Nhưng chất lượng đảng viên và tình trạng bỏ sinh hoạt đảng lan nhanh trong nội bộ đã được báo động tại phiên họp ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ban Bí Thư. Trước bức tranh u tối này, Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tỏ vẻ ngán ngẩm nói rằng sau cách mạng tháng 8 năm 1945, dân số nước ta có 25.000 người thì có 5.000 đảng viên. Vậy mà đảng đã lãnh đạo cách mạng thành công. Bây giờ cả nước có hơn 90 triệu dân, trong đó có khoảng 5 triệu đảng viên đông nhưng không mạnh chính là vì chất lượng đảng viên. Ông Trọng không nói tại sao đảng viên xa suốt, yếu kém, nhưng ẩn ý của ông trong lời nói sau đó đã phơi ra sự thật là đảng viên đã chán đảng và không còn tha thiết với sinh hoạt của đảng nữa ông tự nghi vấn với mọi người có mặt tại trụ sở trung ương đảng rằng trước hết là về tư tưởng chính trị có trung thành tuyệt đối với đảng với đất nước với nhân dân không phẩm chất đạo đức có gương mẫu đi đầu đi trước thiên hạ vui sau thiên hạ hay không vân vân lo âu hàng đầu của đảng cộng sản việt nam từ 10 năm qua là tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị trong một bộ phận không nhỏ đảng viên nhất là trong số khoảng 600 lãnh đạo cốt cán được gọi là cán bộ chiến lược vì vậy cuộc thanh lọc hàng ngũ đảng trong thực tế đã bắt đầu ngay từ khi ông Trọng nắm quyền khóa đảng 11 thay Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh. Việc giả soát sang lọc đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi đảng có chiều hướng gia tăng. Năm 2011 là 6.005 đảng viên, năm 2015 là 6.458 đảng viên. Năm 2017 là 9.822 đảng viên. Đó là những con số không nhỏ và có ý nghĩa chính trị, có lợi cho cá nhân ông Trọng. Dưới thời các tổng bí thư tiền nhiệm, từ thời Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu đến Nông Đức Mạnh, chưa bao giờ có báo cáo thanh lọc hàng ngũ được công khai như thế. Tuy nhiên, số đảng viên bị kỷ luật khai trừ bị loại vì nhiều lý do hay tự ý bỏ sinh hoạt đảng dưới thời ông trọng còn có ý nghĩa số đảng viên thiếu phẩm chất cũng rất nhiều. Thêm vào đó, đảng cũng thừa nhận việc phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước, địa bàn dân cư, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo còn nhiều khó khăn chưa đáp ứng yêu cầu có biểu hiện chạy theo số lượng đơn thuần, chưa coi trọng chất lượng đảng viên mới được kết nạp. Từ năm 2011 đến năm 2017, theo báo cáo, toàn đảng kết nạp được 1 triệu 461.701 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp được hai. 109.572 đảng viên. Nhưng số người bỏ sinh hoạt đảng cũng lên cao. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, Đảng Cộng sản Việt Nam có 4.921.129 đảng viên sinh hoạt ở 270.046 chi bộ thuộc 57.794 tổ chức cơ sở đảng. Từ chuyện đảng viên thoát đảng, nhiều thanh niên và người lao động ngày nay còn không muốn vào đảng. Lý do rất nhiều, nhưng chỉ cần đọc câu mở đầu bài phân tích của Đài Tiếng nói Việt Nam VOV ngày 8 tháng 10 năm 2018 sẽ biết tại sao ngày bây giờ lớp trẻ nhìn vào đội ngũ cán bộ bộ máy chúng ta có những cán bộ đảng viên một bộ phận không nhỏ thoái hóa biến chất trong tất cả những đối tượng thất hứa đối với nhân dân ai thất hứa nhiều nhất bộ máy của chúng ta thất hứa nhiều nhất lớp trẻ cảm thấy chán ngay đến ông nguyễn phú trọng trong lần phát biểu tại đại hội toàn quốc Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 11 khai mạc sáng ngày 11 tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội đã cảnh giác đang có tình trạng nhạt đảng khô đoàn, xa rời chính trị trong đội ngũ đoàn. Vì vậy, ông trọng khuyến cáo đoàn cần định hướng giáo dục thanh niên có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước sự chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch nhất là trên mạng xã hội, tránh tình trạng nhạt đảng, khô đoàn xa rời chính trị. Lời cảnh giác của ông trọng cho thấy thanh niên Việt Nam đã chán đảng đến tận cổ vì đảng không phải là của dân, do dân và vì dân mà chỉ biết bóc lột dân, buộc dân là chủ nhân của đất nước phải lao động ngày đêm để phục vụ cho quyền lợi của đảng. Báo Sài Gòn Giải Phóng viết: Việc phát triển đảng viên tại công ty cổ phần địa ốc Phú Long càng khó khăn hơn. Ông Vũ Hoài Nam, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần địa ốc Phú Long, Bí thư chi bộ Thanh Phong thuộc Đảng ủy Doanh nghiệp huyện Nhà Bè cho biết 3 năm qua chi bộ chưa phát triển thêm đảng viên mới nào. Dù công ty có mấy ngàn người lao động, năm nay chỉ tiêu cũng rất khiêm tốn như mọi năm là mỗi năm một người nhưng vẫn có nguy cơ không đạt được. Nhiều người được vận động nhiều lần cũng không vào đảng Cuối cùng, ông Vũ Hoài Nam trăn trở rằng thật sự người lao động nói họ không có nhu cầu vào đảng. Họ cho rằng vào đảng không mang lại lợi ích dù trực tiếp hay gián tiếp. Chúng tôi cũng vận động thuyết phục xong chưa được. Không những chưa kết nạp được đảng viên mới mà nhiều đảng viên trong tri bộ đã ngỏ ý muốn xin ra khỏi đảng tri bộ thanh phong phải động viên đảng viên mới tiếp tục sinh hoạt theo báo sài gòn giải phóng ngày thứ hai như vậy thì những câu tuyên truyền rẻ tiền và lừa bịp trong các bản nhạc như đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng nhạc sĩ phạm thuyên hay là đảng cho ta một mùa xuân nhạc sĩ phạm tuyên hay là đảng là cuộc sống của đời tôi nhạc sĩ nguyễn đức toàn có còn xứng đáng lưu giữ không trân trọng kính chào trần hưởng carolina tv